Và kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Panetta cảnh báo Hoa Kỳ sau nhiều vụ tấn công mạng lưới điện toán ở Ả Rập, Saudi và Qatar. Tin từ New York, New York. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Panetta, thì vi khuẩn máy vi tính Shamoon mà tấn công hệ thống máy vi tính của hãng dầu hỏa Aramco của Ả Rập Saudi là một trong những vi khuẩn máy vi tính có tính cách phá hoại doanh nghiệp lớn nhất từ trước cho đến nay. Thuyết trình trước nhóm lãnh đạo doanh nghiệp ở New York, ông Panetta mô tả vi khuẩn máy vi tính là một vi khuẩn tinh vi và cũng là loại vi khuẩn tấn công công ty dầu khí RasGas của Qatar một vài ngày sau đó. Theo ông Panetta thì vi khuẩn Shamoon có thể tự động chạy và khi chạy sẽ thay thế tập tin quan trọng của máy vi tính với hình của một lá cờ Hoa Kỳ đang cháy. Nó còn thay dữ liệu thật của máy vi tính với các dữ liệu rác rưởi. Ông Panetta kêu gọi áp dụng những bước để có thể bảo vệ mạng lưới vi tính của quốc gia. Trong thuyết trình thì ông Panetta cũng nêu ra những vụ tấn công, kiểu tấn công này chỉ đình chỉ hoặc làm chậm lại dịch vụ của các trang mạng. Nhưng nếu cuộc tấn công lớn hơn sẽ có một ảnh hưởng tới nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Panetta đưa ra một vài cảnh báo là bị tấn công trên mạng lưới vi tính và ví kết quả của các vụ tấn công này như là vụ tấn công ở Pearl Harbor mà đẩy Hoa Kỳ vào đệ nhị thế chiến.